Chào anh em nha, bữa nay Thanh ra quay cái chuồng dơi dắt xác dơi về cho anh em xem nha. Còn tối quá, hôm nay nằm mấy 6 giờ mà còn tối quá. Cái ổi của mình đó, giờ mình đang bắt tiếng dơi túc nó về nè, nó bay về. Mà các anh em thấy không, nó dơi đang về nè. Để mình đi qua mấy anh kia quay cho nó sáng, bữa nay tối quá. Sầu riêng mình mới trồng khoảng 4 tháng. Mình làm cái chuồng dơi này đặng mình bón phân nhà, chứ để mua tốn tiền quá. Đây chuồng dơi của mình đây. Dơi đang về nha anh em. Để đi bên kia quay lại cho nó sáng. Nhỏ chuồng em nó xíu à. Tự làm luôn á, thấy cái lỗ đã không? Cái lỗ đó em lên xuống đặng thay lá đấy. Cái lò mình đang túc ở trên đó đó. Đây phần nó ỉa thơm giờ nè, tối quá. Để hồi sáng sáng Hiếu quay phân cho mọi người nha. Đây là vườn của mình. Đấy, sầu riêng tốt không. Để đi xa xa ra quay cảnh vừa về quanh đây sáng hơn nè. Chuồng nhìn cũng biết mới làm đúng không anh em? Làm mới đây mà mua cái tiếng với mua lo bên anh Thuận á. Ở trên mình cũng đi tìm hiểu này kia, mình lên Google, YouTube rồi mình gõ vô tiếng dơi này kia rồi. Rồi cái gặp được anh Thuận. Anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh chỉ cái này cái kia rồi. Anh cung cấp cho cái lo với tiếng. Đó, mọi người nghe tét không? Là mình đang bắt tiếng dơi với anh á. Đang gọi nó về, nó mới nhanh vậy chứ lạ mà để không nó biết nào. Đấy, mừng lắm mọi người, mới đây mà đấy, chơi về. Bữa nay bão hay gì đâu mà giờ mà vậy, tới thui. Đó, mọi người thấy không, giờ mình về đó. Rồi, xong mà găm luôn rồi. Đó, mọi người thấy không. Đó, giờ mình đang về. Mới làm mà nó về số lượng này vậy là mừng lắm rồi mọi người. Mấy tiếng dời ở bên anh Thuận với lò đồ của anh đạt độ ngặt lắm. Xài rất hiệu quả. Không có nhiều tiền nha. Đây, mình đang bắt tiếng dời. Đây là cái remote nè. Remote của mình. À, nó quay cái remote nè. Sao tôi thui. Đó. Trong nhà mình điều khiển bắt đứng qua lại lớn nhỏ lặp lại rồi đủ thứ. Đến hồi mình sáng sáng Hiếu mình leo mình lấy cái lo xuống cho mọi người coi nha. Vừa quay cảnh chơi về đi. Nó về cũng lâu lắm. Chắc sáng nữa về khoảng 20 phút mới hết. Một xíu mình làm có 6 mét, mua cây cột về dựng lên luôn. Không có gối cột gì chứ. Nhẹ. Đây ngồi thì không thấy toàn cảnh được nó dơ dậy. Sầu riêng á, có vườn nhà sầu riêng nó rất là thích phân dơi. Mít, chanh, ổi, đủ thứ. Lúa nữa, bên kia là mình bằng lúa. Nửa vườn, nửa lúa. Em ở Đồng Tháp á. Bên kia là ở Gò Mã. Okay. Đó, thấy chưa. Nay thời tiết nay không đẹp. Sáng sớm mây, mưa, gió, bão gì. Ôi. Ở giờ mình về đó thấy sơ mọi người vui lắm. Làm lên cái chuồng dơi mới đây mà. Mà nó về được vậy là mình mừng lắm. Cái xứ đây có mình em làm luôn. Làm lên ai cũng nói mình khùng không, làm tào lao không. Thấy không? Nó dơ dài lắm.
chuồng mình làm vậy không có gắn gích gì lên nữa nhá. Mấy cây mà em dám hy sinh hai cây sầu riêng ngay cái nền cái chuồng rồi đang em làm cái chuồng đó. Còn như mấy con mà chim săn mồi á, con nào đảo đảo gần gần đây em lấy súng em bắn chết sạch, bịm bịp em còn không tha. Đấy. Hôm đâu biết đâu làm sai cách, nhờ ông Thận nè, anh Thận bên kênh Sang Bảy á, anh chỉ thì kia rồi mới đạt. Chứ thời tới nay chắc cũng mới mấy con. Bởi vì anh em mà lỡ có ai mà làm lên cái chuồng rồi đó mà lâu quá dơi nó không về á, mình đừng có ngại ba cái vấn đề tiền nông này gì hết trơn á, mình liên hệ cho anh Thận nha anh em, anh tư vấn nhiệt tình lắm, anh rất là hiếu khách chứ không phải như mấy người khác mà dễ duyên để buôn bán gì hết á. Bỏ ra cả 5-10 triệu bạc, cái chuồng này cũng 10 triệu, chuồng lớn hơn cũng 20 triệu, mà không lẽ bỏ ra mấy trăm ngàn mình mua tiếng đồ gì mà không được, buồn buồn bắt nhạc nghe một ngày trời không hết pin, đi bẫy chim rồi các kiểu lo ngon lắm. Ngồi sáng sáng lên lấy cái lo xuống cho mọi người coi, đấy. Giờ thì sáng rồi, nó cũng gì lai gai. Hồi nãy á, em đợi sáng có ánh sáng nên quay cho anh em xem á, chứ lúc chặn dạng là nó về cũng mớ nữa rồi. Giờ cũng hơi trưa rồi, 6-7 giờ rồi. Cũng còn bay lai gai lai gai lai gai. Nó rút gì đó, thấy không? Cái tiếng dơi mình bắt nó rút xa lắm. Nó rút về nè. Thấy không? Đó. Đó, vô. Nè, nó rút dữ lắm, cái tiếng này nó rút lắm. Đó, 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 vô đó. Rồi, để em lấy cái lò xuống cho mọi người xem nha. Để em để điện thoại xuống đây một xíu nha. Đợi em 2 phút. Đây là cái lò này, rồi cho em thử nè, rất là gọn nhẹ, pin hết một ngày luôn, chắc được 8-9 tiếng đồng hồ chứ không ít. Đây mình xài nè, mình ở trong nhà mình điều khiển cái đồ nhất thiết thấy đâu nè, đang hát phải không nè. Nè em bấm đứng lại nè, không quên bật công tắc nè, rồi im phát đấy. Nó nhiều tiếng lắm nha anh em, mà tại em xóa bớt, em chừa một tiếng một à, tại vì em gắn chung với cái thẻ nhớ mà em đi bẫy chim á, cu vằn cu lép đồ hôm bữa sợ quên nhấn nút lặp lại nè, lúc này là lúc lặp lại, quên nhấn nữa đi em hén nó cu chim gì nó kêu hén banh cái chuồng dơi luôn, cho nên em sợ vậy em giờ em còn có một tiếng nè, em để nè, chừng nào tiếng này không hiệu quả nữa mới lấy tiếng khác đấy. Vậy đấy, này lớn nhỏ nè. Nè, nhỏ xíu luôn. Nè, lớn lên nè. Nè, thấy không? Bấm cái thấy không? Nè. Nè, nè. Âm lượng đó. Thấy không? Được rồi mọi người, mưa lâm râm luôn rồi. Nè. Sáng sớm mưa rồi. Tranh thủ vô hốt vào cái phần để giả. Thôi. Nghe mọi người để mình lại em quay cái phần của em của giờ cái cho mọi người coi sáng nè, cũng vô mới được. Ồ, có con dơi quạ hay gì nó bự trời. Ồ, con dơi này phải đuổi nó đi mới được, rồi nó đậu vô luôn rồi, con quỷ đó. Phần của em mọi người, mới nãy giờ hôm giờ nó ế được trên đây nè,
ngày cá ký á, đây tới trưa em đang hốt đem phơi là cá ký á. Đó, thấy chưa mọi người, rất là tốt. Phân mình làm chuồng mình ở nhà vậy ra bón cây luôn, đỡ tốn tiền. Thôi chào cả nhà nha. Thôi lượng sau cùng cũng cảm ơn anh Thận nhiều nha anh Thận.